huynh thấy hài lòng chưa nhỉ? Chắc hỏi các bậc phụ huynh và các bé cái rồi mà các bậc phụ huynh chẳng thấy nói gì cả. Các bậc các phụ huynh đã thấy vui chưa nhỉ? Vâng, rồi cảm ơn. Thế bé tên gì nhỉ? Minh Châu hôm nay thích ăn món gì nào? Minh Châu thích ăn món súp. Cái bạn này tên gì nhỉ? Phương Linh hôm nay thích ăn món gì nhỉ? Không thích món súp. Xin hỏi đầu bếp làm món súp thì nhớ là đúng ở trong bếp, đừng ra ngoài này để các bạn thần tượng nhé. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ khởi động một trò chơi đầu tiên. Trò chơi mang tên giúp nhau ăn sữa chua. Nào các bạn, 10 bạn mà vừa được mời lên sân khấu, các bạn chọn cặp đôi của mình đi. Được cứ 2 bạn là một cặp, 2 bạn là một cặp. Đấy, bạn nào mà thích cứ với nhau khoác vai nhau đi, giống như cặp này đầu tiên. Đấy, khoác vai nhau nào, bạn nào thích ạ? À? Nào bạn, một cặp ạ, chúng ta đứng có một cặp rồi. Nào, đứng riêng nào, cặp tiếp theo nào. Cặp tiếp theo nào. Cặp tiếp theo, 2 cặp này. 2 cặp rồi. À, cặp tiếp theo là cặp nào, 3 cặp này. Rồi, cặp này là cặp 4, cặp này bạn này, bạn Phương Minh với các bạn gì nhỉ? Bạn Phương Minh và bạn Dương là một cặp nữa nè. Rồi, ok. Chúng ta nào, bây giờ chúng ta tiến lên đây, từng cặp một. Các bạn tiến lên đây, cặp đầu tiên. Hai bạn này đứng lên đây, các bạn đứng đối diện với nhau. Hai cặp với nhau. Người đang ở phía dưới là phụ huynh của con em mình đang đứng ở trên này, hãy cổ vũ nhiệt tình và thông báo tất cả các bạn nhỏ là đi chơi là phải qua, đúng không? Phải qua là phải to phải đẹp, đúng không? Thế này chúng ta chơi các bạn nhé, chúng ta đứng xa nhau một tí là chúng ta đứng xa nhau một tí. Có nhỉ?